Xin chào các bạn, mời các bạn quay trở lại với kênh Tip Pro Canada. Hôm nay mình sẽ mình cắt cỏ vào mùa hè. Đây là những ngày đầu mùa hè các bạn, đầu mùa hè ở Canada. Mùa hè thì cỏ nó mọc nhiều, cây cối cây thì nó xanh tốt các bạn. Thì bên này chính phủ thì vẫn là khuyến cáo thì người mọi nhà, gia đình đều trồng cỏ trước mặt nhà và hai bên các bạn. Nó trồng cỏ, nhà nào cũng có trồng cỏ các bạn. Trồng cỏ là cắt, trồng cỏ thì là cắt cỏ và tỉa, cắt tỉa và là bón phân cho cỏ nữa các bạn. Cỏ này là cỏ trồng đấy các bạn, trồng cỏ hạt giống nó cũng trồng nó lên à, nó trồng năm này của nó cứ lên năm này qua năm kia vậy á. Đến mùa đông thì nó nằm dưới tuyết ấy. Mùa đông thì nó phủ dưới tuyết ấy, nghĩa là nó ngủ đông một thời gian. Mời các bạn đi cùng mình cắt cỏ nha. Thank you.
sau hơn 30 phút cắt cỏ thì đây là bãi cỏ. Cắt 30 phút thì nó cỏ, bên này thì là cỏ mình trồng, cỏ gia đình trồng không các bạn. Cỏ này không phải là cỏ dại, cỏ này nó nhưng nó chết ở trồng trồng vậy á. Vì thế nó mới cắt. Trồng xong cái rồi là phải phân tưới nước. Nó mới xanh tốt như vậy mọi người ạ. Mọi người thấy bên này thấy vui không? Mùa đông á thì cào tuyết. Mùa hè thì cắt cỏ. Đấy. Thì thế nó có vừa bài cỏ nó mới xanh tốt như vậy. Đây là về mùa đông thì mình làm gốc này thì mùa đông thì mình làm ông già tuyết. Đó. Đây là hai cái táo, cái lê và là cái cherry. Còn đây là cái deck. Đường lên cái deck. Đường lên cái deck. Mọi người nhìn thấy cái cuộc sống ở bên Canada về mùa hè nó thích thú không? Rồi video của mình đây là kết thúc. Xin xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Bye bye các bạn.